Chúa ở cùng anh em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Simon Nhật Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và dân chúng từ khắp miền Galilê, Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người và có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Đọc âm Thánh Luca hôm nay chúng ta thấy Luca cũng có phân biệt. Trong khi Chúa chọn 12 môn đệ thì nói về Phêrô cũng là Simon, thì Thánh Luca nhắc đến cái sứ mạng riêng là ông Simon mà người gọi là Phêrô. Và rồi nhắc đến ông Simon thì biệt danh là Nhiệt Thành để phân biệt hai ông Simon có cái sự trùng hợp. Rồi đến ông Giuđa Iscariot với ông Giuđa Tadeo mà hôm nay chúng ta kính, thì chú giải là Giuđa con ông Giacôbê, tức là có cái lý lịch riêng để phân biệt với ông Giuđa Iscariot, người trở thành phản bội. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai để chúng ta phải suy nghĩ là việc Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Ngài quyền năng, Ngài thông minh, Ngài hiểu biết, nhưng mà Ngài trước một việc quan trọng, Ngài cầu nguyện. Trước khi chọn 12 môn đệ, việc quan trọng Chúa Giêsu cầu nguyện. Đấy là một mẫu gương cho tất cả mỗi người chúng ta. Nó là một nhu cầu cần thiết trong những việc quan trọng đôi khi chúng ta coi thường. Chúa Giêsu còn phải cầu nguyện, mà chúng ta là ai mà chúng ta lại chảnh mạng, hay là chúng ta ươn lười, hay là chúng ta coi thường. Đó là một điều đáng để chúng ta suy nghĩ, vì nó là một nhu cầu cần thiết, và nhất là trong chuyện quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình hay những việc làm của mình. Và chính sự cầu nguyện đó đem lại cái sự lựa chọn, mà lựa chọn chúng ta thấy là cũng khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Chọn 12, nhóm 12 tông đồ mà tính tình khác nhau. Thuyền trai thì hồi xưa cũng vậy mà ngày nay cũng thế. Học thức kém, biết đọc biết viết là may lắm rồi. Bây giờ cũng có thể là những
nhà khá giả, con cũng học đại học, dù rằng người ta thuyền trài, nhưng hồi xưa thì chúng ta thấy thời Chúa Giêsu khó khăn biết mấy, mà kém cỏi, mà lại nóng tính, thì làm sao mà hòa hợp được với nhau. Rồi ngay cái ông Simon nhiệt thành á, lại rắc rối với ông Matthew. Ông Matthew là thu thuế, là cộng tác với người La Mã, thì chắc chắn đó, ông Simon nhiệt thành này coi chừng ông lụi dao ấy chớn đó, vì ông ấy chống người La Mã, chống người Israel mà cộng tác với người La Mã, là thông đồng với địch. Vậy mà Chúa Giêsu chọn, và Chúa Giêsu huấn luyện, và Chúa Giêsu cảm hóa họ trở thành môn đệ làm việc cho Chúa. Do đó mà chúng ta biết giá trị của việc cầu nguyện, giá trị của việc liên kết với Thiên Chúa và xin Thiên Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta, hoán cải tâm hồn những con người còn cứng cỏi, để chúng ta được phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của mình, cho dù chúng ta phải sống cạnh những anh em trái ngược với chúng ta, mà chúng ta vẫn phải cộng tác. Xin Chúa nâng đỡ đức tin cho chúng ta, cũng như nâng đỡ lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận.